Đây bà lửa đây, mẹ nó lợi đá mình nè. Thì con máy là máy mép gần 18 ha. Anh em cũng thấy rồi ha, thì ổ mi này của mình nó đẻ lại 4 trứng. Thì nói chung là hiện tại thì anh em mới chốt sơ chốt miệng thôi, chưa có chốt cọc. Thì cái nào chốt cọc mình nói chốt cọc ha. Thì chốt miệng thì nói chung là anh em nào chốt cọc 2 cọc xuống á thì ổ đó sẽ là người đó nha. Còn chốt miệng thì cứ chờ khi nào bắt xuống tổ thì anh em chốt cọc, thì hoặc là tới bắt thì sẽ là của người đó nha. Để mình báo trước như vậy luôn. Thì giá thì mình cũng nói anh em ngay từ đầu rồi, thì một con chim con như vậy là 2 triệu. 2 triệu một con ha. Ổ này 4 trứng là 4 con. Thì nói chung là chưa biết tới chừng đó mình sẽ rớt xuống mình sẽ tính tiền ha. Thì cứ tính con điểm lên, mình chia nguyên tổ chứ mình không chia con lẻ ha. Cho nên anh em thông cảm giúp mình chỗ này ha. Và nhiều anh em nói đó, giá mày mắc dữ vậy, thì cũng có nhiều anh em nói thì nói chung ở ngoài Bắc bán rẻ hơn. Thì đúng rồi, ở ngoài Bắc thì chim bên Trung Quốc họ nhập về rất là nhiều và chim họ nuôi như trại rồi, chứ không có phải là lựa như anh em mình ở đây mình nuôi là mình lựa từng con để cho nó ra chim con như thế nào và nó ra sao, để cho nó có thái độ nó tốt chơi tốt rồi kia nọ. Thì ra tại thôi, với lại một phần nữa, nếu mà anh em vận chuyển từ ngoài kia vô đây thì cũng rất là nhiều anh em vừa chim chạy chim trong này, họ mua ở ngoài đó về họ đây họ bán, anh em thấy không, 3,5 triệu, 4 triệu cũng có. Và hồi bữa một bạn kia nói là bắt nguyên ổ là 2,8 triệu một con, là nếu bắt hết nguyên một bầy luôn á cả chục con là 2,8 triệu. Và cũng có vựa chim họ bán là 2,8 triệu một con, là không biết trống máy luôn à, và có người thì bán 3,3,5 triệu bao trống bao máy đó. Vậy đó, thì nói chung là mỗi người mỗi ý thôi, thì anh em ưng anh em thích anh em bắt, chứ mình thì mình không ép anh em là mua chim của tôi đi, tôi rẻ hơn này kia nọ. Thật sự nó khi mà mình chia anh em mình cũng cân nhắc cái giá rất là nhiều rồi, không phải giống như con khú châu bò người ta bán 7-8 triệu, cái mình bán 10 mấy 20-30 triệu. Thì mình nói với anh em rồi, tiền nào của nấy thôi, không phải là cứ tiền anh em ít anh em mua được chim hay này kia nọ, cũng có chứ không phải không có. Những anh em ví dụ là chơi chán bán giống như cặp khú châu bò kia, nên mình nói thiệt với anh em á, anh em mà đi theo mình bắt cặp đó về mà vô xem mà không ưng ý thì thôi, mình thật sự mà nói là như vậy luôn. Tại vì ảnh quay không rõ mà mình không có rảnh để mình vô trong đó mình quay, chứ mình vô mình quay cho anh em xem. Và ổ mi hôm qua thì nó mổ banh trứng rồi, thì mình cũng nói luôn là tại vì quay á, thì quay như vậy thì ảnh cầm cái trứng lên ảnh soi thì có trống máy là một cái cạch rồi coi như là dột cái trứng. Và cặp nói chung một họ mi hay chim gì kia nọ anh em nuôi cũng hơi khó khú vậy, nhiều lúc anh em bóc trứng ra anh em cẩn thận, nó không nhiều đâu thôi. Mình nhào vô nó nhảy, và có những con nó rất là hiền giống như cặp này của mình, rất là hiền. Mình đứng mình quay kiểu gì kiểu mình quay cho anh em xem tiếp ha, mình sẽ quay cho anh em xem đâu sợ. Còn con khú và bò của mình, con này là phải nói là bộ trâu luôn á, nó đạp con ra khá là ok, đạp rất là đều. Nói chung là mình quay cho anh em xem và anh em cũng đừng bắt chước ha, bắt chước nhiều lúc á có những nết của con chim của anh em nó không có ấy. Cái này mình không có lòng tiếng nha, mình đang nói bình thường nè, mình đang ở đây mình nói nha đó, mình đang đứng ở đây đâu luôn nè đó, chứ thường nó mình đặt máy quay hay này kia nọ mình có sao nói vậy thôi đó. Thì nuôi nết nó ra sao mình sẽ biết được, nó chắc có lẽ là nó nghỉ một năm để nó tích tụ trứng cho mùa này, chứ bình thường nó đẻ 2-3 trứng à, mùa này là nó đẻ tính ra là 3 lứa 4 trứng rồi đó. Đó anh em thấy không, nằm ấp rất là hăng say, mặc dù nó là mới thôi nha, chứ không phải là như người ta là mới đẻ 7-8 ngày, nó mới đẻ được có 3-4 ngày gì ạ. Anh em có thể là nhìn soi nó từ họa tiết rồi mí mắt rồi là rồng mắt này kia, để mình tăng sáng lên xíu ha. Thế nào mình xin có nói cái đó đàng hoàng ha, mình tăng xíu để thấy nhìn thấy rõ hơn ha. Đó anh em nhìn thấy họa tiết và nó có chấm bầm bên mép, anh thấy không, ngay mép nó có cộng lông trắng à. Cặp bên này hiện tại nó cũng đang ấp nè. Không biết này thấy rõ không ta, quên hạ sáng lại. Ông trống nhảy đâu à? Anh sợ anh nhảy lúc trong kia đó.
Thì hiện tại thì nó còn hai con đuôi nữa là xong, mấy cọng kia nó ra hết rồi, với một cọng bữa mình nhổ á, có phải nhổ đó mình đụng vô cái nó rớt kìa. Trong khai long nhưng mà con này vẫn còn chịu hót lắm. Nhưng hôm qua mình có nói là anh em mà bắt con này mình sẽ tặng cho anh em một con khú và bọt con ngược xám. Đó, mình quay sơ cho anh em xem vậy ha. Mình đang để ở trong nhà của mình. Thì cái con khú mình tặng là ở đây. Thì anh em nào đã từng hỏi giá mình con đó thì chắc chắn anh em sẽ biết là nó bao nhiêu. Thì y như vậy và tặng cho anh em con này. Đó, đúng chuẩn bòn xám trống này ngoài nha. Mình tặng là tặng trống nó trống chứ không phải mình tặng con máy cho anh em đâu nha. Đó. Con này hót múa dở cánh lên đuôi là đàng hoàng chứ không phải là con chim xấu xí hay gì đó mình đem tặng tặc lỗi gì đó nha, không có vụ đó đâu nha. Mình coi là nó hót nó chơi nè. Con này từ lúc mà mình bắt vô giờ rồi mình hút căng lửa lửa nó chơi, anh em thấy ghê không? Rồi rớt lông vẫn còn chơi. Con này múa là hót múa lắc lư luôn nha. Ok, anh em đã khách hẹn alo cho mình đang số hội mình là 0929 887 346 ha. Số đó cũng là số Zalo của mình luôn. Giờ thì mình chuyển qua mấy em lửa ha. Mình quay qua cái máy lửa hồi bữa mình nói. Đây, máy lửa đây. Mẹ nó lợi đá mình nè. Thì con máy là máy mép gần 18 ha. 17.9 với lại 17.7. Đó, mình đo bữa mình không có trừ. Giờ thì mình cũng nói đuôi trừ cho anh em luôn. Này, con này chắc có thể là trống rồi. Anh em nào ưng thì mình nuôi sẽ đứng cầu mình mới giao nha. À, giá thì mình bữa mình cũng có nói với anh em rồi á, thì mình nhìn đón đón thôi chắc giống trống nè. Đó. Thấy không? Ức nó rất là đỏ ha. Nhưng mà không biết trống máy hay hên xui nhân bông hay không mình cũng không biết luôn. Đó, anh em nào ưng thì chốt. Nói chung hôm bữa mình nói là chốt cọc thì đứng cầu mình mới giao được nha. Chứ còn mình không có nuôi bút mổ nha, nuôi tới bút mổ mình nó lại khác rồi ha. Thì nói chung là lứa đầu nên mình muốn chia với anh em với giá là nó mềm hơn tí để anh em nuôi hên xui sổ số trống máy. Nhưng mà phải lên đứng cầu là biết trống máy rồi. Nhưng mà dày thì có thể là được 60% trống rồi đó. 40% kia là xui lắm cái máy. Ok, anh em nào ưng cái này, ưng ẩu này, ưng con này thì alo cho mình ha. Số điện thoại có sẵn cho mình hình luôn nha. Thì mình đã nói rồi thì phải nuôi đứng cầu ngon là đàng hoàng. Cỡ này thì tầm khoảng chừng 3 ngày nữa mình xuống ổ được rồi. À, thì lúc đó mình sẽ chăm. Chăm tầm khoảng thì 3 ngày nữa là nó lên cầu đứng là ngon lành là về, anh em chỉ có việc là anh em nó há miệng anh em đút ăn thôi. Và chờ sổ số. À. Nói chung là chim con của mình thì nói chung là cái nết con chim bố mẹ mình cũng lựa hết rồi. Nó cũng rất là ok ha, chùi máy ha. Để phải không nó đập nó tạch kìa. Đó, nó chạy thấy ghê không? Thôi, giờ mình để gác cái tẩu lên cho nó chứ hồi nữa.
còn con trống cha của nó thì hồi trước thì mình không có quay đo tiếc là tiếc chỗ đó, nhưng mà sự mà nói là có sao mình nói vậy thôi. Con mép 28 bên kia nó đuôi gần 40 rồi à, con này mà mép 28 thì bao nhiêu. Đây nó đây, mà là thậm chí anh này anh tông nữa chứ không phải là bình thường à. Bông chắc cũng được mười mấy, gần 20 chấm á. Mà con này với cái con 15, 7 này của mình nó lại ra bông rồi, nó có bông hết luôn. À, mình không biết giống con này với cái con bên đây nó ra sao thôi, thì cho nên là mình mới chia anh em hên xui. Còn này cái con mình nói với anh em mà mét 28 giờ nó ra đã không, còn một lao nó vẫn chưa xong ha. Hiện tại anh em vẫn thấy nó đang so le đó, và cái lao kia nó rất là nhọn ha. À sẵn đây mình cũng chia sẻ với anh em luôn, anh em nói làm sao để có thể là không bắt chim nhưng mà vẫn biết được con chim nó đuôi nó song lông. Làm sao để biết được? Thì mình thường thường mình hay ví dụ cho anh em xem, thì cái này á nó cũng giống y như là những cái gọi là cái măng của anh em trồng tre. Anh em nếu anh em là trồng tre anh em sẽ biết ha, măng á thì thường là nó sẽ mọc từ ở dưới đất chui lên à, cũng như dưới gốc đi ra, và lông con chim cũng vậy, nó từ dưới trong cái phòng phao câu nó đi ra, và đi ra từ ngày càng nhú anh thấy không, cái một măng nó nhú lên rất là nhọn ha, đuôi nó vũ rất là đẹp. Con này đuôi tôm lụa mềm luôn ha. Thì măng á nó nhú lên á thì ra cái đầu rất là nhọn, và khi mà nó thành cây tre này thấy không, nó bung nó xẻ ra hết, bắt đầu nó tưa ra. À đối với chim cũng vậy thôi, thì mà con chim nó đang nhú lông ra thì phần chóp lao ngoài nó sẽ rất là nhọn ha, nó nhọn để nó đâm ra ngoài, mà nó đâm từ từ đâm hết ra. Khi mà cái đuôi của nó bắt đầu bo tròn lại từ từ á, thì lúc đó con chim mình nó mới gọi là nó xong lông. Để mình quay cho anh em cái con chim mà nó bo đuôi tròn lại rồi ha. Thì là cái con đuôi 23 này của mình nè. Quay như vậy để anh em có thể là anh em nhìn thấy rõ hơn. Nó bo tròn cái đầu đuôi ngoài á, thì lúc đó nó mới gọi là nó xong lông. Còn cái đầu đuôi nó nhọn đót luôn, nó nhọn y như cây viết á, thì lúc đó con chim của mình á, là nó chưa xong lông. Đó này thấy không, con này là mùa hè rồi. Đó cả nhà thấy không, nó bo tròn cái đầu đuôi ngoài á, à, như vậy là nó xong lông. Còn nó chưa xong thì nó nhọn, nó vẫn còn nhọn ha. Mặc dù anh em tắm kêu gì tắm nhưng mà họ hô lông á, nó vẫn tưa cái đầu đuôi nó bằng y như móng tay mình vậy, là nó bằng đều hết. Còn khi mà đỡ móng tay vũ nhọn ra thì lúc đó con chim của mình á, là nó chưa xong lông đâu. Con này bữa mình đo 23 mà còn lông máu, mà nó cái lông máu nó còn xíu à. Nói chung mà chim gốc Việt thì lông máu còn nhiều hết, nó cũng giật ra không bao nhiêu hết á. Con này nó giật từ mép lên, mà từ 21 lên 23 thì lên được 2 xăng. Nó không giống chim sinh là giật ghê lắm. Cặp này thì lót rác rồi, chờ ngày đẻ thôi. Còn mấy bà chim con của con đó, con máy giờ chắc đuôi cũng cả 12 rồi, đứng đuôi rồi, giờ chỉ chờ rớt lông lên chuyền thôi. Con máy này hiện tại thì ra 2 chấm bông, nhưng mà lên mép thì không biết bao nhiêu chấm nữa. Ra đuôi tôm ha, chuyền đuôi tôm ha. Nói chung bông này nó ẩn dưới lông người nó cũng nhiều quá. Đó nữa, nhìn đây có thấy được cái bông của lồi đây nè, và một cái cọng bên cánh nữa. Còn hai con trống này thì đang ở với bà mái, bà vú nuôi. Bà vú nuôi nói chung cũng rất là cưng tụi nó. Đó, như con này nó cũng đứng lông rồi nè, đuôi nó bo tròn rồi, còn con này chưa này thấy không. Bạn mái này nó tập ghê lắm, cho nó ở với mẹ nó để cho nó đập. Anh này thấy nó đập không? Cả hai con trống này đều là có bông luôn. Giờ chờ lên mép thôi. Đuôi hiện tại bây giờ chắc cũng được
tầm khoảng 14 đến 16 cỡ đó thôi chứ không hơn. Tại con này nó là nó lai với gốc Việt rồi, chứ nó mà zin giặt thì mình nghĩ chắc như con 17 đó có phải là hơn. Như con này cỡ được 16 nè, còn con này thì chưa, con này nó còn, con đó là con em của con ở trong. Ok vậy nha, thì anh em nào mà muốn bắt cái gì ha, là muốn chốt cái nào thì alo cho mình ha, số khẩu mình là 0929887346, anh em có thể liên hệ với mình qua số đó hoặc là nhắn tin Zalo cho mình để biết thêm thông tin chi tiết về tất cả những con chim anh em đang cần. Và đặc biệt một cái ha, mình không chơi khú da bò bổ nha, mình nói chung là mình hứa là mình sắc không chơi nữa rồi, là tại vì mình chơi thì anh em cũng biết rồi đó, bắt con trống rồi về ra con máy thì anh em đổi trả thì nói chung là đổi trả với mình là bình thường không sao hết, nhưng mà mình đổi trả lại với bên kia thì nó lại rất gặp trục trặc rất là nhiều, cho nên là mình nghỉ chơi. Nghỉ chơi này cũng chắc cũng được gần 2 năm rồi đó. Cho nên anh em thấy là mình ít nào, thường hồi đó mình về chim rất là nhiều và thậm chí mình cũng bắt chim trại về cho anh em luôn, nhưng mà sau này mình thấy làm ăn không tốt nữa cho nên là mình dẹp luôn, mình không chơi nữa. Chủ yếu là giờ thì mình có những con chim, với lại đặc biệt cái nữa mình chơi theo mùa. Mùa nào mình chơi mùa đó, mùa chim con mình chơi mùa chim con, mà mùa chim chiền, chim bổi ngoài rừng á thì từ từ sẽ có ha. Thì mình chơi chỉ có một nơi thôi, đó chính là chim ở rừng Nam Cát Tiên. Và ở nơi khác mình không chơi ha, mình cũng đã từng thử những nơi khác rồi. Mình lấy ở chim Campuchia và chim với Tây Ninh, thì thật sự đó chim Tây Ninh là cũng là chim Campuchia thôi. Tại người ta nói Tây Ninh thì mình nói lại với anh em Tây Ninh, nhưng mà thật sự nó trong bụng mình là biết nó là ở bên Campuchia đem về Tây Ninh rồi để chuyển qua đây thôi chứ không có gì hết. Và mình cũng nói với anh em đợt đó là mình bán không được. Anh em rất là không có chơi đó, tại vì mình chơi nào giờ mình nói chung là mình chia sẻ anh em, mà anh em mua những con chim của mình anh em cũng biết được rồi đó. Và sau này thì chơi những con chim cam về anh em chơi không tốt anh em cũng báo comment là mình, nên thôi mình dẹp nghỉ mình chơi không chơi đó nữa, mình chủ yếu mình chuyển qua chơi đúng trận đúng gốc của mình để thể chia anh em đam mê cho anh em nó dễ hơn ha. Ok vậy nha, giờ cũng xin kết thúc video tại đây ha, chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại clip sau ha.